Nếu như bạn chọn một loại nhạc cụ, bạn sẽ chọn nhạc cụ gì? Guitar. Mở đầu mình nghe tiếng guitar thì mình cảm thấy nó khá là vui và hào hứng. Nó đáp ứng được cái nhu cầu đam mê của mình. Bởi vì guitar rất là nhiều dây và muốn chơi guitar tốt thì phải nhớ rõ thứ tự các dây, thì mình nghĩ là guitar sẽ mang lại cái sự kỹ lưỡng cẩn trọng cho người chơi. Có nhiều hơn kiến thức về âm nhạc. Mang cho mình niềm đam mê âm nhạc, cuộc sống, sự thay đổi và cảm nhận. Thật ra học thầy sẽ rất là bổ ích và học được rất nhiều điều. Cái thầy cô rất là tận tình và